Nếu bạn đi vượt qua Quảng Trị nhớ nhất định ghé thăm Nghĩa Trang Trường Sơn. Đây là nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của quân giải phóng miền Nam đã hy sinh để chúng ta có được ngày như hôm nay. Nghĩa Trang có diện tích 140.000 m2 nằm trên 3 quả đồi cạnh sông Bến Hải, ranh giới phân đôi đất nước thời chiến tranh Việt Nam. Đây chỉ là một trong 72 Nghĩa Trang liệt sĩ ở riêng Quảng Trị. Thăm Nghĩa Trang Trường Sơn, chắc chắn các bạn sẽ không khỏi bồi hồi xúc động nhớ về những năm tháng lịch sử đau thương của dân tộc. Nhìn từ xa lại, nơi đây như được phủ bởi một tấm khăn trắng khổng lồ. Đó là những phần mộ màu trắng đặt lớp lớp thẳng hàng dài bất tận. Dẫu đã nghe về nghĩa trang này nhưng có lẽ đến đây bạn mới cảm nhận được về nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn còn rộng lớn hơn thế. Cuối năm 1974, Nghĩa Trang được xây dựng để quy tập các phần mộ của liệt sĩ hy sinh từ 1972 tại đây. Nghĩa Trang Trường Sơn hoàn thành 1977 là một trong những nghĩa trang có quy mô lớn nhất Việt Nam. Khu trung tâm nằm trên ngọn đồi có đài tưởng niệm làm bằng đá trắng. Bốn khu đặt phần mộ các liệt sĩ được sắp xếp theo tỉnh, thành phố trải trên đồi. Xen kẽ giữa các khu mộ là từng đài tưởng niệm riêng. Đứng trước hơn 10.000 ngôi mộ liệt sĩ, chúng ta càng cảm thấy rõ nhất sự hy sinh anh dũng, lớn lao của quân dân ta. Một lần trở về đây cũng là một lần trở về những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.